Ngày hôm nay mình ở Sài Gòn xin test cặp loa giới thiệu với quý vị và các bạn xem trên kênh YouTube của mình, cặp loa JBL 4410A, dòng studio monitor, tức dòng phòng thu. Đêm nay sương lạnh, hai đứa chung chăn, truyền nhau chung điếu thuốc. Anh chịu cho tôi giấu giặc mình nhà bên, nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một đêm nằm thương tình thơ ngày đã qua, lòng buồn nhiều hơn vui nên lần đi phép cuối tuần này gặp em. Đã 4 năm rồi hai đứa tôi thương vì bỏ quên người yêu vào đêm không ánh sao, mà hôm ngờ chiếm bao nên mùa chia cách cũng là mùa sầu. Hôm qua nhận được thư người yêu viết cho tôi hỏi rằng anh có nghe ve sầu rừng rừng mùa hạ, anh có nhớ đôi ta xanh bước trong vườn sầu riêng xưa. Anh ơi mùa sầu riêng đã chín, nhớ thương cũng chín mùa, nhưng chín chính mang người trái chưa trả lại. Đêm vắng bóng trong cơn duyên nhớ, em hay mộng hay mơ. Đây là dòng studio monitor, dòng phòng thu về chất âm thì quý vị không phải suy nghĩ nhiều, âm thanh ra rất tự nhiên, trung thực và mềm mại. Về cấu hình của loa thì gồm có 3 đường tiếng, một siêu chép đom, một mid và một bass có đường kính là 25 cm, nhưng mà nếu mà đo cả viền thì phải là 30 á. Nếu mà đo cả viền ngoài thì là 30. Loa có thiết kế là mặt trước là vân giả đá, vân này nhìn như vân đá vậy, nhìn rất là giống vân đá. Loa đẹp góc cạnh. Cặp loa này rất là hay, đáng chơi, trong tầm giá là 14 triệu. So với tầm 14 triệu thì so với loa Nhật đi ạ, các dòng Pioneer này cũng đã 14 triệu thì so với cặp này chất âm không thể ăn được cặp này. Đây là cặp loa rất đáng để chơi, trong phân khúc giá rất là bình dân, 14 triệu cho cặp loa JBL 4410A với cấu hình 3 đường tiếng. Loa cực kỳ dễ phối ghép và hiện tại em đang đánh bằng chiếc âm ly Sunfry của Mỹ, âm đi xem phim nghe nhạc đó. Thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu, muốn giao lưu trao đổi kinh nghiệm audio, vui lòng liên hệ với em Minh 0946101332, địa chỉ 31 Phan Huy Ích, thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được sự phản hồi, chia sẻ kinh nghiệm về đam mê audio của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.